Bình Thuận, Kiên Trung, Bà Rịa, Vũng Tàu, biển xanh sông vô, tuổi xuân miền Đông không quên thành phố mang tên Bác Hồ. Xứ trẻ miền Đông vững bước đi lên tiếp bước trong thắp lửa truyền thống. Xứ trẻ miền Đông xây dựng quê hương giữ nước yêu thương xứng danh thế hệ Hồ Chí Minh. Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi chương trình Kết nối Đông Nam Bộ. Chương trình được phát sóng cùng lúc trên sóng của 7 đài phát thanh truyền hình Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận và thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, nắng xuân đang mang không khí vui tươi trên khắp các nẻo đường đến với mọi người, mọi nhà. Hòa cùng sinh khí của đất trời đang chuyển mình vào xuân, nhiều công trình đang gấp rút thực hiện để phục vụ người dân vui xuân đón Tết. Các hoạt động chào mừng xuân Quý Mão đầy vui tươi, ý nghĩa cũng đang diễn ra khắp nơi, góp phần mang sắc xuân tươi thắm đến với người dân từ thành thị đến những vùng quê. Kính thưa quý vị, tại Tây Ninh, một số công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kết nối với các tỉnh, thành phố lân cận như tuyến đường Đức Xét, Bến Củi, đường DT782, 784, đường và cầu An Hòa, đang bước vào giai đoạn thi công nước rút, hoàn thiện và đưa vào hoạt động, phục vụ nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão, trên những công trình giao thông quan trọng của tỉnh, đặc biệt là những tuyến đường kết nối với khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tòa thánh Cao Đài Tây Ninh, không khí lao động rất khẩn trương. Chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị thi công đang hối hả chạy đua với thời gian để đưa các công trình về đích đúng hạn. Chúng tôi tập trung toàn bộ lực lượng hiện có công trường và toàn bộ lực lượng của đơn vị để hoàn thành công trình, đảm bảo cái thời gian để bà con đi lại thuận tiện. Một trong những điểm thường bị tắc nghẽn giao thông trong dịp lễ hội chính là khu vực cầu K13. Vị trí này có hệ thống đường và cầu khá nhỏ hẹp. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm nay, hệ thống đường giao thông khu vực này đã được mở rộng trải nhựa, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, đảm bảo việc lưu thông đi lại của người dân được dễ dàng. Hiện nay, ban quản lý đang khẩn trương đôn đốc các đơn vị thi công hoàn thành các công trình để phục vụ Tết Quý Mão năm 2023. Cụ thể như khắc phục được tình trạng ùn ứ giao thông trước đây, ban quản lý dự án cũng đề nghị các đơn vị thi công thực hiện đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường để phục vụ Tết Nguyên đán. Chủ đầu tư, đơn vị thi công đang chạy đua với thời gian để hoàn thành công trình đúng tiến độ, còn người dân cũng đang mong chờ các công trình này sớm hoàn thiện đưa vào sử dụng. Mình cũng mong những công trình giao thông này sớm hoàn thiện trong dịp Tết này, bà con đi lại dễ dàng hơn nhỉ. Xác định giao thông làm khâu đột phá, làm đòn bẩy để thu hút đầu tư. Thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện các chương trình dự án về giao thông đồng bộ với những giải pháp tối ưu nhất trong kêu gọi nguồn lực để nhanh tiến độ thi công, từ đó góp phần thay đổi diện mạo của tỉnh. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán và trong tháng Giêng âm lịch, lượng du khách từ các tỉnh đổ về Tây Ninh tăng mạnh. Chính vì vậy, khi hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ chính là điều kiện thuận lợi để du khách tỉnh nhà phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn trong tương lai. Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, trên khắp các phố phường lại rộn ràng không khí mua sắm Tết. Tại thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ những ngày đầu tháng Chạp, tại các cửa hàng, chợ truyền thống, siêu thị, hàng hóa được tập kết với số lượng lớn, mẫu mã phong phú, đa dạng. Để kịp đưa sản phẩm ra thị trường phục vụ người tiêu dùng, các làng nghề truyền thống tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đang chạy đua với thời gian. Ai cũng kỳ vọng có một mùa Tết bội thu đủ đầy sau một năm vất vả lao động. Hôm nay Tết thì làm nay là cũng khoảng 9 năm rồi. Coi như là tới cái mùa thu hoạch thì coi như gia đình cũng phấn khởi, bán có tiền thì vui vẻ rồi. Thưa quý vị, thời điểm này thì Hợp tác xã Mai Vàng Bình Lợi đã bắt đầu xuất đi những chuyến hàng là những cây mai vàng để phục vụ cho thị trường miền Trung và miền Bắc. Ngay từ đầu tháng Chạp thì những cây mai này đã được xuống lá để kịp phục vụ cho những thị trường ở xa. Từ mùng 10 đến 15 tháng Chạp thì công tác này tiếp tục được thực hiện với những cây mai còn lại để kịp phục vụ thị trường mai Tết miền Nam. Cũng như hàng năm thì đã chuẩn bị khoảng 20.000 cây mai bông cung cấp cho thị trường. Ở Bình Lợi thì cái dáng của cây mai vàng đó là đặc trưng, nó là cái dáng hình thông.
bông thì nó nhiều cánh, màu nó rực rỡ. Thưa quý vị, ngoài mai vàng thì bưởi cũng là một sản phẩm nông nghiệp nổi bật của huyện Bình Chánh trong thời gian gần đây. Thì trong mùa Tết năm nay thì vườn bưởi này dự kiến sẽ xuất ra thị trường khoảng 20 tấn bưởi. Không chỉ đáp ứng được nhu cầu sử dụng nguồn bưởi Tết cho bà con tại thành phố Hồ Chí Minh, mà còn ở các vùng miền lân cận. Theo nhiều hộ trồng bưởi da xanh tại Bình Chánh, giá bưởi Tết năm nay thấp do sự nhập nhằng giữa các sản phẩm bưởi da xanh đúng chuẩn và nhiều dòng bưởi lai đang được bày bán trên thị trường với mác bưởi da xanh. Bưởi da xanh thực tế thì là cái bưởi da xanh ruột hồng không hạt, đó. Còn là trái tròn. Còn cái bưởi da xanh mà nhập nhằng và mạo danh là cái bưởi da xanh thực tế thì nó là có lông và khi bỏ ra ăn thì có hạt và nó trái không ngon và cái tép trái nó có bị đắng. Có thể thấy, thời điểm này, nhiều sản phẩm nông nghiệp đang được người nông dân tại các làng nghề truyền thống nỗ lực cung ứng ra thị trường với kỳ vọng được mùa, được giá, được đón một cái Tết sung túc. Quý vị và các bạn thân mến, với truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, hàng năm cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, các cấp, các ngành và toàn xã hội lại cùng chung tay góp sức mang xuân yêu thương đến những hoàn cảnh kém may mắn. Năm nay, trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các hoạt động chăm lo Tết cho người dân càng được quan tâm và triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động ý nghĩa theo phương châm không ai bị bỏ lại phía sau. Tại tỉnh Bình Dương, để người nghèo, người khó khăn có điều kiện đón Tết đủ đầy, trọn vẹn, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đã tổ chức chương trình Tết Nhân Ái, Xuân Quý Mão, trao tặng hàng trăm phần quà Tết cho người nghèo, người khuyết tật. Thực hiện sứ mệnh nhân đạo cao cả, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bình Dương luôn đồng hành sát cánh, san sẻ cùng người nghèo, người yếu thế để cuộc sống của các đối tượng mỗi ngày tươi đẹp hơn. Ngoài giá trị hơn 172 tỷ đồng, giúp hơn 554.000 lượt người khó khăn trong năm 2022. Trước thềm xuân mới, Hội còn hỗ trợ trên 48.000 phần quà Tết trị giá trên 23 tỷ đồng cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người khiếm thị, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em có cha hoặc mẹ mất do dịch bệnh COVID-19, công nhân lao động trong toàn tỉnh, mang xuân ấm áp đến với người khó khăn. Ngay khi triển khai chương trình Tết Nhân Ái Xuân Quý Mão năm 2023, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của hơn 120 doanh nghiệp, công đoàn, các sở ban ngành đoàn thể, các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ cho các hoạt động nhân đạo với số tiền gần 40 tỷ đồng. Chương trình đã tri ân nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã cùng hội, cùng tỉnh thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần mang đến sự đủ đầy, Tết ấm áp, vui tươi cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, các đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh. Tại chương trình Tết Nhân Ái, 500 người có hoàn cảnh khó khăn là hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khiếm thị được lãnh đạo tỉnh, các nhà hảo tâm trực tiếp trao tặng tiền Tết và những phần quà mang đậm hương vị Tết cổ truyền của dân tộc. Quà của Chữ Đỏ, tôi có mua chút đỉnh như quà đợi giờ ăn Tết cho vui vẻ gia đình. Hội Chữ Thập Đỏ ở phường quan tâm tới dân để tôi có lãnh tiền, lãnh quà 3 ngày Tết để vui xuân. Những phần quà được trao tay, Tết về, với người có hoàn cảnh khó khăn, càng thêm đông đầy ý nghĩa từ sự sẻ chia. Quý vị thân mến, năm 2022 đã khép lại với bao bộn bề lo toan của cuộc sống. Để tạo điều kiện cho đoàn viên công nhân lao động gặp hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện vui xuân đón Tết. Cùng với các cơ quan ban ngành, các cấp công đoàn cũng đã đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, đời sống vật chất, tinh thần, với mong muốn người người có Tết, nhà nhà có Tết. Qua đó xây dựng được niềm tin của công nhân lao động vào tổ chức công đoàn, tạo mối quan hệ hài hòa để người lao động yên tâm làm việc và càng gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Tại Bình Thuận, hòa chung không khí vui tươi, những giai điệu mừng đảng mừng xuân rộn ràng, chương trình Tết Xuân Vầy Xuân Gắn Kết được Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tại khu công nghiệp Hàm Kiệm 2 và Phan Thiết, thu hút sự quan tâm của đông đảo công nhân người lao động đến từ gần 40 doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu công nghiệp. Vui tươi, háo hức, ấm lòng không chỉ bởi được nhận các phần quà, tham gia trò chơi trúng thưởng, mà còn là sự quan tâm sẻ chia từ tổ chức công đoàn dành cho gần 1.000 đoàn viên của mình. Đây là cũng là một động lực để bước sang năm mới mấy em được phấn đấu nỗ lực hơn và vượt qua mọi khó khăn thử thách trong năm mới. Với phương châm tất cả đoàn viên người lao động đều có Tết, các hoạt động chăm lo Tết năm nay được triển khai tập trung ưu tiên cho các đoàn viên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, lao động nghèo, người lao động thiếu, mất việc làm, nghỉ không hưởng lương, do khó khăn, giảm đơn hàng.
qua đó kịp thời chia sẻ, động viên cũng như có thêm điều kiện vui Tết bên gia đình. Trong lòng tụi em rất là vui, tại vì nó rất là ý nghĩa. Cận Tết là công việc làm nó không có, rồi tụi em không có thu nhập. Nói chung là bây giờ là nhận quà như vậy là tụi em thấy rất là vui ạ. Để thực hiện tốt chức năng chăm lo cũng như tạo điều kiện cho tất cả công nhân viên chức và người lao động được hưởng không khí ấm áp hạnh phúc bên gia đình trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, năm nay, chương trình Tết Sum Vầy Xuân Gắn Kết được tổ chức rộng khắp trên toàn tỉnh, mang đến gần 4.800 suất quà với tổng trị giá hơn 2,63 tỷ đồng cho công nhân lao động trên địa bàn toàn tỉnh. Song song đó, các cấp công đoàn cơ sở doanh nghiệp cũng xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện của đơn vị, đảm bảo cho công nhân người lao động vui xuân đón Tết. Tất cả các chế độ cho người lao động thì vẫn đảm bảo, ví dụ như lương, lương thưởng tháng 13. Toàn bộ anh chị em lao động thì mỗi người đều có một phần quà do công đoàn cơ sở là chuẩn bị. Tết Nguyên đán 2023 đang đến rất gần. Ai cũng có niềm mong mỏi được về đoàn tụ sum họp cùng gia đình, đón cái Tết sung túc trọn vẹn. Sự chia sẻ, động viên kịp thời giúp mọi đoàn viên đều có một cái Tết thêm đủ đầy, đầm ấm, tạo động lực thúc đẩy, khích lệ họ tiếp tục thi đua sáng tạo trong lao động và xây dựng đơn vị ngày càng phát triển. Tại Bình Phước, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã phối hợp Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật BKMS Bình Phước tổ chức thành công chương trình Tết Sum Vầy Xuân Gắn Kết năm 2023 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, giúp người lao động có một cái Tết đầm ấm, yêu thương. Tại chương trình, các đoàn viên, thanh niên, công nhân lao động đã được cùng tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí vô cùng ý nghĩa. Qua đó, cảm nhận được không khí mùa xuân mới đang đến rất gần. Một mùa xuân đầm ấm, vui tươi. Và cảm thấy rất là phấn khởi tại vì năm mới mình được tham gia chương trình này với nhiều tất cả các hoạt động như gói bánh chưng, bánh tét, kéo co thì tất cả các trò chơi đều là rất là ý nghĩa. Và em cảm thấy là mình hạnh phúc rất là nhiều. Bên cạnh các hoạt động vui chơi giải trí, với phương châm tất cả đoàn viên người lao động đều có Tết, chương trình đã trao tặng hơn 2.000 phần quà trị giá hơn 1 tỷ đồng, 300 vé xe Tết và 30 máy ấm công đoàn cho công nhân người lao động hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho họ được vui xuân đón Tết. Chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho công nhân lao động không chỉ diễn ra nổi bật ở các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp, mà tại các nhà máy xí nghiệp tư nhân đóng trên các huyện thị. Nơi nào có tổ chức công đoàn thì công nhân lao động sẽ được chăm lo Tết đầy đủ. Dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán 2023, các cấp công đoàn trong tỉnh sẽ hỗ trợ cho hơn 120.000 lượt công nhân người lao động với tổng nguồn lực gần 38 tỷ đồng. Riêng cấp tỉnh sẽ chọn hỗ trợ hơn 11.000 lao động hoàn cảnh khó khăn với số tiền mặt gần 6 tỷ đồng và hơn 800 phần quà. Trách nhiệm của các cấp công đoàn chúng tôi là tổ chức những cái chương trình như thế này để tiếp sức và chăm lo một cách cụ thể, thiết thực đến các anh chị em công nhân, như là góp thêm một chút mùa xuân cho các anh chị em ở lại Bình Phước để đón Tết. Và đối với những anh chị em mà rất là nhiều năm không về quê đón Tết được thì chúng tôi cũng có tổ chức những chuyến xe nghĩa tình để đưa các bạn về quê và động viên các bạn quay trở lại Bình Phước và tiếp tục làm việc trong năm mới 2023 thật là năng suất, hiệu quả. Và tất cả đều mong muốn rằng công nhân sẽ luôn cố gắng trong lao động sản xuất và gắn bó với quê hương Bình Phước chúng ta. Các cấp công đoàn cũng sẽ hết sức cố gắng để luôn là cầu nối giữa đảng, chính quyền để mang lại cho em và công nhân những đời sống tinh thần, văn hóa, vật chất thực sự ý nghĩa nhất và phù hợp với cái vai trò của công đoàn. Đón xuân mới, quê hương khởi sắc hơn bởi nhiều công trình quy mô, nhà máy, xí nghiệp đang được xây dựng và trở thành điểm nhấn đánh dấu đối với sự phát triển của mảnh đất Bình Phước. Các khu công nghiệp, những cụm công nghiệp trải dài trên quê hương là chủ trương chính sách thu hút đầu tư của tỉnh nhà. Và phía sau dáng vẻ tự hào này có bàn tay khối óc của công nhân lao động. Họ đã và đang nỗ lực từng ngày trên các công trình, xí nghiệp góp phần xây dựng quê hương đất nước. Vì lẽ đó, chăm lo công nhân lao động đón Tết như một cách chân thành để các đơn vị và doanh nghiệp tri ân những đóng góp của công nhân lao động và để mùa xuân thêm vẹn tròn, thêm ý nghĩa hơn. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình Kết nối Đông Nam Bộ kỳ này xin được khép lại. Trước thêm Tết Nguyên đán năm 2023, mến chúc quý vị có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.